Anh em ơi, em vừa đến nhà ông anh thôi, anh ấy không tiện nói tên. Đấy, nếu anh em nào quen thì anh em tự biết là có chốt được chiếc siêu phẩm 18M1 từ Q9 anh em nhá. Gạ mãi chiếc 18M2 6789 anh không bán. Anh mà quyết tâm không bán, anh đang cần công việc thì anh bán con 18Z1 từ Q9. Em đã mua được anh em nhá. Đấy. Đã mua được thành công. Con này quá tuyệt vời luôn anh ạ. Được cái máy zin anh em ạ. Đây, máy zin luôn anh em nhá. Anh chỉ để góc nhà lâu lâu không đi để đấy, để góc nhà lâu không đi mà anh em nhìn mũi bạc là biết này. Đây. Máy zin nét anh em nhá. Máy zin nét luôn. Đấy. Cam kết cho anh em con này zin nét này đẹp. Đấy, giá mong muốn của em là lanh quanh khoảng 3 đồng anh em nhá. Nếu anh em nào mà thiện chí thì alo nhanh cho em đừng nhắn tin. Đây em mua trước mặt chủ nhà đây. Đây, không quay mặt như này, mua trước mặt chủ xe. Em công khai giá bán đấy. Giá lanh quanh đẩy ra ngoài cho anh em là 3 đồng và cam kết cho anh em con này máy zin đét nhá. Xe em ta để không đi mấy đâu. Xe siêu tầm thôi. Đấy. Con này thì anh nói thật với anh em là khi người ta đã không bán thì nó không có giá, anh không nhớ không? Hiện tại là anh chưa mua bán con này và em sẽ chinh phục, em mua lốt con này. Đấy. Máy lổ từng tiếng anh em này. Đấy, lổ từng tiếng nhá. Đấy, đam mê chưa anh em? 18Z1 từ Q9. Con này thì nói chung là người đam mê mới hiểu được con xe này. Còn em biết anh bán thì anh tiếc lắm chứ, chẳng qua là công việc là anh bán em hiểu. Đấy nhá, bất kỳ lúc nào con này anh bán anh alo em. Đấy. Còn bây giờ anh chưa bán thì không giá, em hiểu. Nhưng mà khi nào bán anh em mình sẽ tới giá làm sao chung kết nhất. Đấy. Em giới thiệu anh em, em là Trung Kiên Mô Tô, nhà em có 390 đường Lý Thực Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em là em chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả dòng xe Win cổ cơ. Đấy, em là chuyên bán dòng xe Win cổ và chơi những dòng biển đẹp. Đấy, nhà em cũng rất nhiều biển đẹp nhưng em là chuyên Mio. Nhưng mà đạo là cứ biển đẹp là em mua. Đấy, còn làm sao giá cả anh em mình biết thế nào là hai bên thỏa thuận hợp lý thì mình mua. Chứ còn bây giờ anh bảo làm gì có giá trị thật. Đúng rồi, bây giờ anh em đi mua con Win bọn anh em Thái mà máy gì nhà này lá đanh quanh thì phải mua đồng rồi. Nhưng anh được cái biển này phải nhân đôi nhân ba này là đúng rồi. Còn những anh em nào hiểu về nó thì anh em cảm thấy hợp lý. Còn anh em không hiểu về nó nhá, anh em 100 triệu vẫn đắt, đúng không? Đấy. Anh em nhá, chiếc này nó con đặc rem Thái này, đi chuẩn 2 vạn này. Đấy, rất là mộc mạc, anh ít đi anh em nhìn đây. Đấy, đây con quay Thái này, một cặp luôn. Anh em nào theo dõi em biết em rồi đấy, em cũng có một cặp siêu phẩm luôn. Một con quay và một con đặc rem biển 9F2 6789 và 9F2 tới Q9. Thì em đã nhượng lại một cặp đấy cho ông anh giá kệ Hà Lam rồi. Đấy thì bây giờ em đi em tiếc qua anh em ạ. Em đi săn nốt con này nữa, 18Z1 tới Q9. Thì nếu anh em nào đam mê, đấy, cái quan điểm của em là đam mê. Đam mê và không bán rẻ đam mê. Đấy, trừ khi được giá. Anh ơi không? Anh em mình đã không bán rẻ đam mê trừ khi được giá. Thế cho nên cặp này nếu anh em mà đam mê thì em xin phép em đã mua được con RM rồi. Và em đang chờ lúc con quay kia nữa. Lúc nào mà anh cảm thấy gọi là không còn đam mê nữa thì nhượng lại cho em. Làm sao anh em mình đến cái giá hợp lý nhất. Đấy, em không nói đắt hay rẻ. Còn anh em mình con này là xong rồi. Đây, cảm ơn anh nhá. Đấy, chúc anh sức khỏe, tài lộc, bình an. Em xin phép đi về đây. Ok anh em nhá, đã chốt xong rồi.